Hậu Lộc, Thanh Hóa phê duyệt dự án tuyến đường cao tốc hơn 156 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2315 CQD-UBND về việc phê duyệt dự án tuyến đường giao thông nối quốc lộ 10 tại km 218 245 với đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc, tại km 0 235, huyện Hậu Lộc, với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng. Theo đó, mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm kết nối giao thông từ quốc lộ 10, địa phận xã Thuần Lộc đến đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, nhằm từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đầu tư xây dựng mới 4.299 mét đường giao thông đạt tiêu chuẩn đường chính khu vực theo QCVN074/2016/BXY và đường cấp 3 theo TCVN040541/2005. Vận tốc thiết kế VTK bằng 50 km/h. Công trình thoát nước bằng bê tông và bê tông cốt thép. Tần suất thiết kế B bằng 4%, tải trọng trục tính toán 10 tấn với đường và H30XB80 với cống. Hướng tuyến được lựa chọn phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc, quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư trung tâm thị trấn Hậu Lộc. Tuyến đi mới qua khu vực đồng ruộng và các cụm dân cư ven đường tại các nút giao, tuyến chính theo tiêm quy hoạch đường tỉnh chính. Tuyến nhánh theo trục đường tỉnh 4 kéo dài về phía đông theo quy hoạch chung mở rộng thị trấn Hậu Lộc cụ thể. Tuyến chính, điểm đầu km 0,000, giao quốc lộ 10 tại km 218, 630, lý trình thực tế, thuộc địa phận xã Thuần Lộc. Điểm cuối tại km 3, 969,35, giao với đường Phạm Bành tại km 0, 235, thuộc địa phận thị trấn Hậu Lộc. Tuyến nhánh kết nối với tuyến chính quốc lộ 10, điểm đầu km 3, 013,83 của tuyến chính. Điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại km 214, 560, chiều dài L bằng 330, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc. Với nguồn vốn ngân sách tỉnh 99 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Hậu Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 57,45 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.